Hello các bạn, welcome to Nails Live with Catherine. Mình nhận được một câu hỏi từ bạn Vivian. Đó là khi mà Vivian trễ khách thì sẽ nói với khách như thế nào? Và khi Vivian muốn giới thiệu bạn đồng nghiệp của mình làm cho khách đó thì sẽ nói như thế nào? Đối với mình, một cương vị người chủ thì trách nhiệm của mình là mình sẽ báo cho khách là Vivian đã trễ và trễ bao nhiêu phút. Mình chỉ refer người thợ khác chỉ với một điều kiện là khi Vivian yêu cầu. Khi Vivian yêu cầu nó là Vivian trễ quá làm không được và cho người khác làm, thì mình sẽ nói với khách là Vivian là trễ khoảng 20 phút. Còn cái câu tiếp theo đó là bạn có muốn người khác làm hay không, thì cái câu đó trừ khi Vivian hỏi mình nha. Tại vì mình sẽ không tự ý refer giới thiệu người khác làm nếu mà Vivian không yêu cầu. Lý do người khách sẽ nghĩ là mình không muốn Vivian làm cho người khách đó. Thứ hai là Vivian nếu mà không yêu cầu, mình sẽ nghĩ là mình muốn đem khách đó giới thiệu cho người khác. Thì những cái điều đó mặc dù là nó không có ích lợi gì cho người chủ, nhưng mà nhiều khi thợ hiểu lầm và khách hiểu lầm, đó là những cái hiểu lầm không có đáng có. Cho nên đó là chủ chỉ nên refer cái người thợ khác làm cho khách khi mà thợ yêu cầu thôi, hoặc là chờ quá lâu đi thì hỏi người khách muốn gì ha. Cái câu mà người chủ có thể nói là I'm sorry, Vivian is behind around 20 minutes or 30 minutes, depend, tùy nha. I'm sorry, Vivian is behind 30 minutes. I'll help you to get ready. Tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị nha, giống như ngâm tay ngâm chân vậy đó. I'll help you to get ready. Đó là cái phần thứ nhất, là báo cho người khách là Vivian bị trễ 20 phút, 30 phút, và tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị get ready để bắt đầu nha. I'm sorry, Vivian is behind around 30 minutes, but I'll help you to get ready. Rồi cái câu tiếp theo á, là muốn giới thiệu một thợ khác làm cho cô khách này. I will have someone else help you today, okay? I will have someone else help you today, okay? She's good. Là make sure là người khách biết là cái người thợ đó cũng tốt luôn. Đó là cái câu mà giới thiệu người khác làm cho khách từ người chủ. Còn người thợ, khi mà mình trễ cho khách, mình không có phải thinh thinh mà mình tiếp tục công việc của mình. Mình nên nói với khách tới một tiếng. Tại vì mình bị trễ mà, mình phải nên xin lỗi khách. Mình nên nói là I'm sorry, I'm very behind today. I'm sorry, I'm very behind today. I'm sorry, I'm very behind today. I don't want to make you wait too long. I don't want to make you wait too long. Can my coworker help you today? Can my coworker help you today? Đây là một câu hỏi yes no, có nghĩa là người khách có thể chọn yes và người khách có thể chọn no. Nhưng mà các bạn muốn khách chọn yes phải không? Khi mà các bạn muốn người thợ khác làm cho khách chắc chắn luôn, chứ không phải là chọn lựa, thì các bạn sẽ nói là, không có nói cái câu can my coworker help you today. Các bạn sẽ nói là my coworker will help you today, okay? 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 She's very good too. She's very good too. And chốt một câu là sorry about that. Sorry about that. Okay? I'm sorry, I'm very behind today. I don't want to make you wait too long. Can my coworker help you today? Hoặc là my coworker will help you today, okay? Hai câu này nó cùng một nghĩa nhưng mà nó nhấn khác nhau, và cái ý nghĩa nó khác nhau. Đó là một câu là cho khách chọn lựa, câu thứ hai là khẳng định luôn my coworker will help you today. She's very good too. I'm so sorry about that. Ok, mong rằng những cái chia sẻ của mình giúp ích được cho các bạn trong việc giao tiếp với khách hàng, cũng như là phản ứng xử lý trong những cái tình huống mà các bạn gặp phải ở tiệm, vừa cho cả thợ lẫn chủ. Thank you, bye bye.